Rồi, cơ khí Nam Bon xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mà xưởng đóng xong một cái xưởng máy chạc các bạn. Đã sơn phết nè. Đây máy chạc xài hộp số liên hợp. Hộp số này liên hợp nắp lớn các bạn. Đùi lớn luôn. Nè, có đùi cái này khúc gọn lại một xíu. Lớn nè. Cô ta đưa cái này thẳng ra, cái này nó có khúc. Đây là đã sơn phết hoàn tất. Rồi mình quay tiếp tục một cái dàn đắp bờ các bạn. Dàn đắp bờ cũng đã sơn số ít xong. Đây là cái dàn đắp bờ. Xưởng làm dàn đắp bờ rất là đơn giản hả? Cực kỳ đơn giản luôn. Đây là cái cọc sên nè. Nó xuống đây, đi ra đây có một cái hộp sọ. Hộp sọ rồi ra cái ga lê đi xuống đây. Đây là dàn đắp bờ của Nam Bon Tân Sức. Cái cải tiến là cái khớp này, cái khâu này nè. Cái này là để làm cái nó bự ra nè. Để định nó không có văng. Nó gọn cho nó đưa lên cho cái chảo luôn. Với cải tiến cái này nữa mà. Một lần cái này nó có tới đây thôi. Giờ nó có một cái miếng chặn nè, này cho là chặn nó chỉnh nó quấn nó văng nè. Rồi này nó đưa đất lên đây nè, này nó ép nè. Đây là dàn đắp bờ nha, có sở Nam Bon sản xuất. Rồi mình cũng kết thúc video nha. Để lại số điện thoại có nhu cầu đặt thì sản phẩm về sản phẩm Nam Bon thì liên hệ đến xưởng nha. Xin hẹn lại video sau. Bye bye.